Ok, chẳng tệ tôn nâng sạp ra môn khi dân bàn ở sắc xa tệ tôn nâng ở cô đại thị cho này đồng bọn vì riêng bà này nó miền rì thị nìm đồng bình miền khai kỳ ta hay nâng đó có bông chám khi dân bàn đó cho nói mũi cứ bà này thang cho nói tệ tôn nâng ở rùm miền hàn không hàn chơi chẳng tệ tôn không hàn chơi như dân bàn cho cả bị sạp ra môn hơi chẳng xem em sắp ra nhiều năm mà to từ đó cô đại tìm một vây được bao khai được một trang hay để sang thời những miền bản hà lương hoa hay tiếng lẹt thì chẳng những sống ở tây nguyên tích hay xem em thì những mà cáo dài chẳng chuyển lên những phòng bạc chẳng tệ tôn nâng cô đại tìm vây cứ sạp nông trường bảy bạn chẳng sạp nông trường bảy cứ chỉ cô đại thì cho mỗi đại vì luôn khi tập mũi chỉ mũi năng nộp rộng nộp sợi và chẳng những ban sạc sạc vì rộng mình than nộp rộng nộp sợi hay chẳng tệ tôn là sàn chơi prey đấy cứ sát thân là không đập bon năng đại mà lại tham việc đào tập nộp rộng nộp sợi hay là nộp xem xe thì này chết năng và chẳng nộp chơi prey cứ chẳng ngại tập tại vì cái lỗ nó vì đi luôn khai của phục trang đại sát thân là không phùng đầu viên không đầu viên sọc chơi prey và hay cái nó đá cứ chia cái lại để mình chuẩn bị sản xuất hay việc vẽ bón thì năng riêng brain nộp rộng nộp xây để đôi giờ khi dân đôi giờ vô thi bán lực để tôi nộp quả nộp rộng nộp xây càng bị sạp ra một lần khi dân bán đơn chẳng bán chẳng thấy bà chẳng bán như người ta nơi cái lại nó cứ miền và xa vui thôi bị mỏ bài kia phong đá này là vụ nộp xây để bán sang xong không đồng chẳng làm không cầm lỗ sản phẩm thì đã bị bắt tay lại từ bạn bạch bảo sai này bạn hay không nói riêng ai chẳng kể người ta không pro miền cực bộ xa sập máy miền lời lại từ đó lừa vụ nông và hay nông sấy thì miền cạn trở lại là hay chụp ngay rồi bây giờ không pro tập nông sấy miền chụp ngay mà chỉ cả làng lộ đây ok hay bạn thay phải nói tiếp dân sẵn kê kênh tha nơi đồng bọn ấy cứ mình sạc bí bạn tại này chân đó hay sạc tìm mũi nó cứ sạc tầm bí nó cứ miên tật bạn này tham miên tật to là hỗn áp bọc che rin sung vô tên vì mình làm từ mình làm và hay không lúc này cứ chia cả lại đài chia cổ đại môi đại bẹp quan thân là một sasana hay chỉ tu tới riêng rõ về mình làm thì bọn tiền này đọc đó cứ khi tài 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 của bố chia nơi không bán nó hơi cái chỉ cô đại mỗi đại cái hai thái chỉ ti không xa riêng rõ làm thì bọn chỗ chăn bọn chung bần này chỉ đạt làm chỉ của rõ của bố chán tại cái tay bố chật nơi không thì có hay chia cái lại mình để tại tiền thì shop một đại nơi không nó cứ nơi lơ cập bụt nông sấy miên đàn chơi một nông nơi lớp hai thmo và nè sọc hai người đặc biệt sang nó cứ hai tháng đang chơi tập bể và hay chậm lại từ lớp nông đi đá trong kháng khi xa đấy cứ nhìn đầy điểm smart thế đại chia còn lại khôn tráng và hay tiếp kháng chậm cục của hia miền run thmo mỗi bần prà ria là cái tháng run lô tập bể và run lô tập bể là học lọ nâng cái miền bao mỗi đại chia bao vừa ra rồi đại hai mươi giang mới tiết ở chung quanh bản viện nông miền công khai để vừa để một bài kia mới đóng miền tầm hôm bốn con ông một mày mà cặp hai thằng này chắc của rán lô khai miền tận đó với châu an đại thì sẽ đại được vậy bọn dương có sáng sắp ngay cặp hai bạn bạn bảo hỏi nơi sao tại đông đông tại bọn đó cái pin robot robot thì nước nông trường prey được gọi nông prop nông sấy đó cứ chỉ các bạn sản xuất miền đôi chỉ tôm mẹ ta có hồ cô và hay đài đài bị muốn máu mẹ ta nick của cái này hay là sọc tay để hai thằng học lộ nổ và hay ca đại kê một sự nghiệp nick cứ pru tay miền này chạy một là cung là sợi dây miền tây buôn bạn hay đang đẹp bạn đang miền bốn xã thông thông ao để hiện đa cán một ni bạn bang một 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 chia sạp nên một là cung hay sợi dây với ai luôn côn và đôi chia thiện bốn xã chả đang sẹp đẹp miền xã dùng thông bạn và tại ba chục bon này rất thiểm là cho đôi chia khi chủng đưa nó các bạn cả thôi là hỏi bạn thấy tôi chỉ dừng lá mà đòi sọc ngay vì chơi bộ rôn nơi tại miền chủng đưa tha promi nơi tại bắt to miền bạc mấy tại và chẳng là không có bón không chơi play này cứ mẹ có bóng chám tại tại miền chủng đưa chẳng một một khăn mà tên bạn chẳng đôi tại nhóm bạn hiểu chẳng là khang được bón
Cổng Chàm bà Prey Veng Swai Dien này cứ chỉ tận đây cái hàng hạt đất bà mày này thị trường sinh chôn nên chúng đưa khẳng nên cái chiến thuật hiệp này bà sa đại từ bàn sang song thằng sạt quả thì đọc phi nên lừa cổng phục lông sợi đại khăn nuôi dưỡng cây tham biên bà sa mỗi thường vì đây đột nâng thử bạn bệnh bãi này sọt tật sọt sọt tế hay có bà tay bà nhà thoa điệp trong thôi chi từ bố và bỏ cái bương là bệnh thải xa của mọi cả bệnh bạn tỏ tiền hay những cái tha nơi chung với những cư miền 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 cấp hai của đại bàn tay tại bạn bạn bỏ trả đấy khi là chi lại lại đồng đồng và chân tay phim này cứ rõ sáng nhưng ai bạn đang thu nấu mà những bạn về tay phim hay miền phim bỏ cha đại sản thì miền bỏ sản của ra nên được thu nấu thêm đồng bạn nhóm sông bom non khi dân từ rồng mì than tìm một muốn cứ rồng mì than tập lệ hào và tức lệ háo cứ chia là bọn Brain Phnom đại miên là bạn tức lệ cô chỉ dù nằm hào và tay áo sơ mình được từ lệ tề đòi xa tay miên phiêu sẽ ngặt trở rộng áo sơ mình được từ lệ nhớ bạn kê thai tức lệ háo đôi tay khmai dân thường dạy thắng khmau tay háo cứ chỉ khmau đại xoạc nơi chẳng ai dạy chẳng thở mình được ấy và à mới tiết khăn nó cứ nơi bê đài nẹ bàn từ lê cầm xa nơi tin nó khói cứ tay thì mẹ rằm thà mình chạy chân này thế của đời xa là miền thọ mà chiết bà này là Prey Phnom Krak Krak miền tực thla chuông đây bắt đo là cài cầm xa là bài và hai mươi tiết ở sầm đẹp nè đài bạc can nơi chúng đưa một bộ sạc snack ok tại cái chỗ thơ khi về để cách chúng cua ở bên quân tử là bên sau này cùng chạm đẹp xa nơi khnông ở cái lại thực lệ hào nó mà đây thằng khi miền côn vọt mũi và đài và chia vừa rồi chia liệt tờ lê là một nông thực lệ đang hỏi có chỗ thực lực bố chia và ông nằm bên sông thực lệ sọc dành ra hay dùng ta mà nhà thua đánh đáy ban ở trẻ tháng nơi đồng bọn thực lệ hào thì mình thấy đây sẽ đồng bọn và đồng hành ta đài chia bây crack crack bạn và tay phải chọn bọn thì cứ thở bạn bắt bóng hay đời xa và chia vừa rồi là các bài nó cứ chôn và thực tiên ở bên thế chúng cả nó lúc đây cứ miền tây tạng tức là háo miền tây tạng thành được sông mười một rộp chọc rộp một tôi chúng mình đang sông một bài và sông một bài nơi tây nước ta đo tây đông khánh phong tráng mình chẳng ngày phải chỉ cái sập cầu lô và hay kê phép tha bà sân chỉ dương trong tỷ lệ lại tức lệ háo nó cua từ từ chỉ lệ lại cồng vì pro clay châu liền sngat và chẳng tới bà sân thì tới sngat sngat mình làm thập hơi của prey cra cra chẳng chỉ tu tới được bọn prey nốt ao tầm biên ở đám chơi tra thì tới về chỗ tới hạng đôi chiến tư bạn xong lên ấy mui này ai thưa ấy nhẹ từ tu sân á miền rộng thả hơi và chẳng thấy cái lực thực chất miền tháng và sân chiến tập đá lên nên tập món lắm cứ cua từ từ chỉ lại cả crom chỉ lại cả mật phe và chẳng tới bạn và cô miền kịp sự bài không lúc này nhẹ sọc nơi tập món nó cứ vì muốn nó cứ ở miền ở quay cái bị prey đấy bạn này thằng tầm bọn tập trẻ hào lắm và tái khỏi móc nó về đài nhìn lộ ngõ bình niêm bạn mình đi bạn môn từ tầm bọn nó là bây giờ chọn thôi chỉ còn một mũi thay bọn trong cả trăm triệu sàn thằng chân thấy bọn bạn điệp chọn cái sự vụ đồng bọn nó gọi miền cả bắt đầu chỉ xe qua điệp chọn chỉ lời chô điệp chọn chỉ lại lại em xin đẹp nhiều đại từ đồng bọn này chấn dương khơi thai và chấp bón nơi đồng bọn thực lệ háo nó cứ biến lệ khả năng u ó chiêng chiêng bị môn và liên hạ bị môn chia prey môi đẹp ngập ngạt ta lỡ biến lệ khả năng tệ tiên mang chia một và hay không nói cái ban giấy tha đẹp khai được bông chám rung thì than thực lệ háo nó cứ chỉ cô đau thì cho môi đỏ tệ tiên khang chẳng mà sân chỉ biến về tê cho đại tài lên của bông trắng mình cua rụng lông chỉ muốn nâng rụng để tham muốn để tê chẳng xong bây giờ là hồi đó cái gì hay mình bạch tư trở lại bây giờ thế xong bây giờ tư nâng tầm học plan cô nâng miền hà rộng đất đám chỉ muốn nâng tê sắp hiệp đó so tạc ca nâng chỉ tìm một nâu rụng nơi không đồng bọn nó thèm đồ và nên cái chi rụng hiệp mà chúng luôn để tôi nâng cô đá ở đây tự lệ hao cho sự kiện kênh tha mình phim xóa xá đời xa ta thiên tự lệ mau vì lơ nông vì lơ tam ô nó cứ miền là cả thống hay miền tây lên bài hay ở đây để chỉ xét từ nơi ô nơi chung quanh tập đoàn nó cứ miền làm chơi thông thống đẹp và đòn nơi cho là các đôi chi acacia tận chuyện đòn và đòn nhiều đại từ tu sơn này tin luôn ở đây để chỉ xét nơi cả lại nó cứ khi khen thôi chỉ hai thà đôi chi tập đông mỗi sự nghiệp tụng
tức ở nhiều cứ miền cái hàng là tức cục rõ nó không càng còn xa chứ mà dân chỉ ở miền tận nộp đi tế nó về để tức khai prang thành tức tức khô tức ở hải bà chứ cái tục tức đi là bây bằng co nơi lại lại không xa sợ bài đọc như hay không đá dân nên tha tức nơi thì cứ miền lại lại sợ xa bà chân bật tay sẽ bẹp khai và xa là về để tức láng kháng chỉ tu tư rục rục là bọn cô đây đã cho chúng tức là về để khai và xa cứ tức lên ấp sơ sợ bài thì lại xa vì hiện là bỏ tức xa tức khô bị nung mà chẳng bị trò cho mỗi đây chẳng mơ tới hiện là ai nhom mơ khơi nhờ tức lẽ nhom sau mai ta đo tức lẽ ôn châu ấm và đại miền lẽ cả sự kiện địa châu ta đo miền prey miền ấy cả cả hai trận tới và ok ngày đi ở bán châu khi làm nè nhom chỉ là cái nhom sầm một thằng điên hào ấy ok chân liên máu. Oops, sorry. Chào là cô. Chân liên y po máu y po ôn poli bạn Poli actually đệ tôn môn lục ôn poli châu bạn ấy được chợt khơi quật nè chấm bao nhiêu chat được gọi sao được ok con chuyện hay bạn được rồi bạn Iron bạn được rồi bạn là đi đo để đi bo thế này chat để đi bo thì sẵn mình bật áp cho đi ăn chơi bạn ở xuống đây bó mặt khơi cho điên chân sông cho điên không bạn ok chân nhóm sông bật to từ khai một tiệm bản thân bật to vì tục sản ác cách đối chiến bóng thì cho dùng khăn khăn là không khai công trang hay dân ai thì bản thang công trang thì chỉ khai vui đại miên tầng tình sâu bài bộ thua cục bộ tạ sản của mình prang và sản của ràng chỉ cho ra để thẩm bản sản xong là tăng bị sự máy của Phnom, tăng bị sự máy trên lai trên đàn và chẳng hay những khi tham biên ở đập bọn thông mà chiến chỉ trả ơn và được chỉ cổ đại và những thực lệ hao hay là cổ đại của chiến tiền và đại mình phim tại tiền mà tại bên đó của công trang thì chỉ khai vui đại cái hai tháng của mình từ đầu một năm một lai hết cả sệ và cả sẽ tê cho cả sẽ ủng xà cam đối với cả xu với chữ đàn hay sắp tới chia chúng ta không cả để tiền nhiều tê cho tổng xà và thay vì nó được khai của bông chám của ai đám tờ rên bàn đá và chân tờ rên của bông chám của chia tờ rên đây là bây hay bị chớn đây là bây cái gì tờ rên này ở sắp 11 tên đồ ok chân và to bị cái bông chám đã lên cái bông chám mà lấy những sông bông nông khi dẫn tới lên nơi khai một tiết đã chỉ khai nơi cho bông tôi cho mùi Việt Nam thu thái khai xoài riêng và chân khi dẫn là cái khác lọc tới khai xoài riêng được lọc lư tại tôn nâng xoài riêng mình ấy cái khác chú ý chạy được lên bàn đấy ở đây tôi hay gọi đại lưu đất rồi chẳng hãy chọn tới xoài riêng lưu cho xoài riêng trong tờ lê nhé trong tờ đây là tờ lực rú còn lực môn riêng là mùi lực rú sò bằng thác thác cả đại tờ xoay riêng này nè dạ nhóm khai mà phây buôn mà phây pram đề tình khai này không bật tế miền khai mùi đây nhưng mà đại bàn tờ khai ủ đô miền chảy ở đại bàn tờ sò ủ đô miền chảy ok chân nhóm nâng nguồm khi dương từ tên lên xoài điên và ở khi mà xua ta ta xoài điên mình là cả vì sao cái này và chân khai xoài điên cứ sự thật là khi acne này bởi thế cả một chi nhớ miền bộ phận tôi chọn là bởi thế Việt Nam hay đại chi đại miền cho an toàn chiên muối đó sống khán
រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតបាទហើយក្នុងនោះដែរគឺច្រកបាវិតហ្នឹងមានទីតាំងក៏ដូចជាចម្ងាយប្រហែលជា48គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងស្វាយរៀងទៅបាទដើម្បីធ្វើដំណើរពីស្វាយរៀងទៅយើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ឆ្លងកាត់ស្ពានអ្នកលឿងហើយចម្ងាយពីភ្នំពេញទៅដល់ស្វាយរៀងគឺ122គីឡូម៉ែត្រយើងអាចនិយាយបានថាបាវិតគឺជាច្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដូចជាការទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសគឺការតភ្ជាប់រវាងក្រុងភ្នំពេញទៅក្រុងហូជីមិញឬក៏ក្រុងគេហៅខ្មែរឈ្មោះជាខ្មែរគឺប្រៃនគរបាទក្រៅពីការបង្កើតជាតំបន់កសានហើយតំបន់នេះនៅមានផ្សារណាត់ដែលនៅតំបន់ព្រំប្រទល់ខ្មែរថៃក៏មានដែរគេហៅថ្លាតណាមថ្លាតណាមហ្នឹងផ្សារណាត់អញ្ចឹងគេលក់ឲ្យទៀតថាអាទិត្យហ្នឹងគេលក់2ថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកលក់ដូរនៅតំបន់គេហ្នឹងគេមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងទីតាំងណាមួយហើយលក់អញ្ចឹងដល់ពេលផុតមកគាត់ដូចថាគេរើអីប៉ាហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងទីតាំងហ្នឹងគឺដូចជា space មួយតនេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគេណាត់គ្នាមកលក់ថ្ងៃណាអីបាទហើយនៅវៀតណាមព្រំដែនវៀតណាមនៅប្រវត្តិនេះក៏ដូចមានលក្ខណៈដូចគ្នាបាទចឹងនៅរៀងរាល់មានថ្លាក់ណាត់មានផ្សារណាត់ហ្នឹងគឺគេតែងតែលក់នៅផលិតផលដូចជាទំនិញក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទំនិញដែលនាំចូលពីវៀតណាមមកបាទនៅក្នុងរបបនេះហើយក្នុងនោះដែរប្រវត្តិគឺជាមណ្ឌលទេសចរណ៍ជាក្រុងពីរគឺមានក្រុងស្វាយរៀងមួយបាទហើយនិងក្រុងប្រវត្តិមួយបាទហើយនៅខាងស្ដាំដៃយើងឃើញជាផែនទីភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តស្វាយរៀងហើយយើងឃើញថាប្រំពតលគឺជាប់នៅខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រៃវែងនិងប្រទេសវៀតណាមបាទហើយអាចនិយាយថាខេត្តនេះគឺលយចូលទៅក្នុងចូលទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមហើយជាច្រកព្រំដែនប្រវត្តិបាទនៅខាងចុងខាងលើតិចបាទដែលជាតំបន់មួយដែលសំខាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ហើយការខ្ញុំនៅរៀននៅវៀតណាមនិងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមច្រកបាទតាមច្រកប្រវត្តិនេះឯងតែខាងថាខាងវៀតណាមគេហៅថាដូចជាមកបាយបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនាំគ្នាយើងទៅទស្សនកិច្ចនៅគោលដៅទេសចរទី1របស់ខេត្តស្វាយរៀងគឺប្រាសាទព្រៃប្រសាទួលប្រាសាទព្រៃវស្សាស្ថិតនៅតំបន់ទួលព្រៃបរានដែលមានទទឹងប្រមាណជា27ម៉ែត្រតំបន់នេះមានចម្ងាយ9គីឡូពីទីរួមខេត្តស្វាយរៀងហើយនៅតំបន់ទួលបរាននេះគឺជារមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិមួយដ៏ទាក់ទាញហើយគេឃើញមានទួលបរាន2ទៀតនៅទួលគោកសំពៅដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃទួលប្រាសាទហើយដែលមានទទឹង150ម៉ែត្រហើយនៅទួលតាចងដែលមានទំហំជាងនេះបន្តិចតូចជាងនេះបន្តិចបាទចឹងប្រាសាទព្រៃវស្សាគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិវស្សាឃុំវស្សាស្រុកស្វាយជ្រុំហើយនៅភូមិខាងត្បូងនៃទីរួមខេត្តស្វាយរៀងបាទប្រាសាទព្រៃវស្សាមានបណ្ដោយប្រមាណជា5ម៉ែត្រហើយជាប្រាសាទតូចដែលសាងសង់ពីឥដ្ឋនៅក្នុងវប្បធម៌ចេនឡាអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រាសាទនេះគឺតាំងពីមុនសម័យអង្គរទេនៅក្នុងកំឡុងចេនឡាអញ្ចឹងរាជធានីនៅតំបន់ស្វាយរៀងតកៅនេះគឺយូរយារណាស់មកហើយបាទហើយក៏ដូចមានវត្តមានក្បាច់ថ្មនៅខ្លោងទ្វារជាផុសតាងចឹងរចនាបថនេះគឺតាំងពីសម័យចេនឡាថ្មីត្បិតតែប្រាសាទបុរេអង្គរនេះបុរេអង្គរពាក្យថាបុរេហ្នឹងបានថាមុនបានថាគេហៅថាព្រីបាទហើយថាព្រីអង្គរបានថាមុនសម័យអង្គរឬក៏បុរេអង្គរបាទត្រូវបានខ្ទេចខ្ទាំដោយការកាប់បំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះសល់តួប្រាសាទមួយចំហៀងដែលមានកម្ពស់2ម៉ែត្រហើយសល់ខ្លោងទ្វារមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្វីដែលបញ្ជាក់អំពីការបរិច្ឆេទយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈរចនាបថនិងសិលាចារឹកដែលបង្ហាញនៅទីនោះនៅជញ្ជាំងខាងជើងនៃប្រាសាទយើងឃើញមានរណ្ដៅមួយទំហំ4 x 9ម៉ែត្រជម្រៅ7កន្លះម៉ែត្រដែលជាសញ្ញានៃការជាកាយវិភពបុរាណខុសច្បាប់អញ្ចឹងមិនមែនជាគេហៅថារណ្ដៅបុរាណទេប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកាលពីជំនាន់មុនគឺទៅជីកកកកាយមើលដើម្បីលួចវត្ថុបរាណយកទៅលក់ឲ្យខាងវៀតណាមអ្នកស្រុកនៅតំបន់នៃទួលប្រាសាទប្រាសាទនេះគឺមានជំនឿថាប្រាសាទនេះគឺមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបារមីខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអញ្ជើញទៅដល់គឺគ
kê trời miên tần nông bây giờ mòn bây giờ có bị xung đầy hay ham xa xa ra trên đại khát bà cô chắc chắn là không đồng bọn nó cứ bị đá kê ai cái miên chủng đưa tha bà sân chỉ dương miên cảm thi bọn tiên là tế ấy ai xây chán xây chán ác bị bà xa thì bà bà ô thì họ nên được nhiều tiền nhiều miên cảm thi chẳng tới miên nhiều mà lên chờ chứ quả chán quả chán ác từ sâu bị bà xa nâng bọn sờ tới sai lá máu đã khơi miên chán chán ác ấy mà chốt bà mà chốt bà ai tại bài chọn quán ấy cứ thời ban xa phủ điểm thấy tại tôi đang chụp đứa đang ở xa tại cái chia chung bị trả là bây giờ tập chơi sâu buông xuống hay bị ban chán chán lắm hoặc vô tập so với tệ và cứ lui vô tập ra bên dưới tại tôi đang chán chán lắm nhưng đang khơi đó nên lớp không sợ giờ nãy cứ miền đồng bằng mỗi lần miền đặc nặng sẽ điên cái đấy cứ cái hai tha rung rằng rồi cái hai tha rung và rạng ca như vậy thì bạn này nắng nhom mơ ai xa mũi cái tha bị đam nói về thực ca chan chan năng về cầm thi ấy ai từ sông chơi như nào bạn hay về pra hỏi thời gian ta đại này nào bình hay rung nắng miên là cái đại tôi làm môn cho mới nhom nằm suy nhom sơ mới nó khăn ở YouTube nhom share ấy cái dân khơi cái chia rung phim này ở bà sa là lời tua xã ấy bạn cây tha sự than cứ miền bị bại bại trả đấy nhưng khi tham miền cầu thủy châu để chỉ đồng bọn ấy cứ đồng bọn cà pê để phía mũi đó tầm khan là bọn hai sợi điện hay ra trả đám bọn này bị sai ấy cứ sợi mái trên lá để tây bàn bại bại dạng trả thảo tại tôi chỉ nhận là cái đó có việc thì chưa cô đại để cho là tiền khan mũi thì được hai sợi điện tiếp trong bảo vật đôi đại nhóm ban chuẩn bị khi dân bị bom những môn nâng tại tôi là không có vật tiêu miên trong ngày sai sầm bảy km đi đi luôn ở trong xoài riêng hay miên pro của tôi chọn tại Việt Nam và hay đồng bào này cứ khi tại tiên khang của phật cứ miên casino và đại thôi ấy như thế cho lo thì tại Việt Nam mà lên casino được không bằng vật đi cũng đại hay miên xa nát hay miên cái lái về tây và hay như vậy đại thì sẽ hiện thiên tha vì mình là cái sự điên thế chúng tôi đang bán casino nơi bòi bay nơi prom và nơi cũng riêng là bọn khang phục hiện vì dụng này thì như này cho nên bọn là miền casino cứ chỉ là bọn là miền kịp tại tiếng miền phía phụ bộ và chìm sách từ tây cho nó về đến đây hay cái lúc đấy xem casino thì mua những mũi mà mẹ miền ta gặp lại đây là bài đấy cứ cái lúc đó miền chúng nó miền đôi chỉ sài gòn hồ bà ha miền cả lại sẵn là bà chân đập bay một ba từ đó như tôi cho đã có chỗ lên được không đủ chân casino cho bán vì cho chúng tôi nhỏ cũng quan là không cả quan này bị sai thì cho được bạn cũng càng được làm một đài còn tại chỉ chúng ta casino tập bán sang sang lắm nơi đập bọn này ngay vì đập bọn một thua nơi đập bọn này cho chúng tôi cũng tốt được nơi đập bọn này mình miền phim tệ tiền và chẳng là về đại đồng bào ở miền Tây thì những cái bậc chia ca đại tiên thì cho bài cái sáng bài cầm sàn gambling là bài như vậy và nhưng lần thì họ đôi chỉ là Las Vegas này xã hội Amrit đại chỉ đồng bào Bill sản xuất để ở lại thời bán còn tại Amrit bán sáng đồng bào nước khác thì chỉ đồng bào tệ tiên tạm biệt cái hạt City of Gambling, City of Casino, City of Entertainment, thì còn một bài thì còn một sàn thì còn này này ca cũng sang địa điểm một đại các chẳng thể tôi được khai xoay điên ấy, cái miền cổ đại tây cho tập pi nâng thế của xoay điên mình mang chia khai tây cho đấy cứ hai chữ khai và chữ cam hay miền ở cả đắk đông này đồng nam rồi chữ ca của bộ họ sơ đấy bên tay mình sơ chỉ tệ tiên rồi chỉ số bài rồi là khang bạn bộ thì không nói đây nhưng sau một hai bạn cổ đại một tiết cứ tầm lấy bài cổ và chắc cái riêng hai chữ thua bàn lư chúng mua tập lấy bài cô nó tạm để dạy bọn trong riêng vui và tập lấy bài cô trong hồ xoài riêng và chắc tập lấy bài cô đấy cứ chia cả hai đứa chia đây tập lấy vui đó thống hay ngày đồng bào nó cứ cái hiệp trong cái chỗ trong nó ngọn tật hay là bê khai và xa khai cái tật là nó làm quanh hay mình cái tật stu trai
hay nó tăng ở trong nó cứ cái miền lụa là thử climb lụa là sẽ so lụa là bị kia em thật nào chui sẽ làm cho mẹ bởi nhiều từ sàn là nó sẽ bởi và hay có miền ca tại tiên nhiều chỉ tràn chỉ riêng rõ ngay tầm đó là tầm bọn vài cầu từ đây vài cầu này và chân sẽ mẹ khai xoay riêng mình miền đấy tràn đấy sẽ mẹ ở rồi mấy tháng hay bởi sân chỉ mấy cái qua một tháng rồi một tháng là tầm bọn ấy cứ miền đấy cái này đi rồi một tháng cái trái đấy bố lẽ cả đã sắp bắt thỏng chiên là không phim tại tiên cứ mình xây miền đấy là khai xoài điện mà nhưng trong bom nó thì dân tập can khai mùi tiết cứ khai bảy về mà chân khi dân này khác còn hai chị ai score để tôi khai bảy về ấy này khác có ở thua bàn tần lê đấy hay có cất tha trong tần lê thì đại mà chân đó trả lời cái này đi nhưng trong xu thế ta khi dân thua lư ấy khác để tôi là khai bảy về rồi còn để lại cái thua bàn tay khai về về thế bạn xong chui chỗ luôn chạy được đây bạn có thí Ở đây tới đây là crew. ok cho đẹp xe tiên Đã sao có khó đặt lên. Ok bạn chân khi dân đai thua bay ấy tại tôi là khai bay về nhỉ đai lưng sang khai bay về Luna play với anh miền ở Romney Tham chung ấy kết cũng chung và Ryan Đại được rồi Brian Diet Brian Diet đang vuông ok chẳng lẽ phải bế khi đi ra ngoài sẽ thlop lưới thlop từ tua ban kín nát mùi tẹt tôi là ca với cái cha mắt hay gì cha mắt với tu ngô đại về trên cái một con đường lớn lộ cha hello để ăn chán thế đó cô. bạn cái nó khang trong sâu sâu giờ có bạn thể hiện trong thơ tu ngô để về cho cái một con lợn một lô hay thôi là đi tăng là một sạc hạt bay về to tại mà đồ để không nó mình đã cho luôn mà không cảm thấy nó chớn hay vì bằng hai cái piece mà nó po đôi chỉ khi bỏ cha là bỏ mai nhớ để ai một lần ở trên chiều đường điện bàn vô thi nhưng lục ôn vô lý mày đái lục vô lý cái đái vô thi lịch xưa mày Có ắt reply phong lô cổ. ok chứ mà break call được gặp tôi học con vô thi bạn tại thông tập còn đấy chắc nhóm xong lục bắt đầu bị bỏ biết tại tôi khai phải về mà khai phải về cứ chỉ khai mũi đài mình thấy đây sẽ rộng buôn bón cũng phải được 37 km cái đấy mà đang pi cho chất sập kia rồi hay cái nói như khi tha miền tây đây vùng buôn chơi đập pi phía rồi đại và chơi bộ rọt vùng nơi hay năng tây đây cả sĩ cám miền học sập bay chơi sai sập buôn phía rồi và đại khai về với cứ bà co bà bò cả sĩ cám trả lại cứ chỉ xét đồng nam sơ tại mà đó hay đôi chỉ chụp ca anh xem xét mình sơ chỉ miền đây là không khai về với để sai bộ phía đây nên là bọn nó cứ miền là cả chỉ đây sạch chân ai thưa đam thưa sai bàn bàn hay những cái tham miên và hai chị buôn phía rồi chị đồng bằng đấy đã hay nó mà phải pi cho đồng bằng phía rồi chị đây xa thiên hạ hay năng mua cho phải buôn phía rồi tiếp cứ chị đây để tập bàn tục chào khai bay về cứ thì khai mui đài miên chủng luôn phun trở cái này nó đồng bằng viết bạn hay nó nói cứ miên cron muối bạn để mua thả cron bay về cho trong quay quen cứ miền tí tăng và ở trong cái đá khai tại một đồng và chân ok chân đôi chân điên bàn lợi là chân cứ ở rung mình than tí muối đây là bay trên kia hay chỉ cái lại cả bộ chi đó xả sân nghiệp chỉ chân khai về với cứ rung mình than và lại tại rung mình than và lại tại sự thật nơi trong ngày bay cái lỗ mai bị thắng lệnh nơi tí đồng khai về với hay miền tí tăng này không thu bà rái không bà rái sẽ về
Rồi bị thang này miền tour mùi điểm xe máy hay đồ ông tại đây đạp chơi thông thông miền một lục chơi hay rồi bị thang bà này này cứ chỉ cần lại bong bọt mà này thật chỉ cần lại nhập vào chung group nẹ ta tôi nẹ ta thông là không khai về về mà chẳng là không khai về về cũng chạm ấy nâng cứ chỉ có rộn mình chụp đưa tờ lơ nẹ ta rục rẻ nẹ ta cho đá này mà bạn thấy chỉ cả lại đài là chi ti group đồ sản xuất hay bản thân là cái chọn số bọt được bán ra nên mua nó cứ thị trường cái tên bài này này chứ như cái thang nơi rồi về ngày sơ ngày ấy cứ cái tay từ từ lên bên biên thoại nhà ta nơi thì nó là bay sông sẽ đầy sọc trẻ chung sông tập liêng rồi đẹp thơ sai hay chỉ biết xe này về bốn tiên cả đôi chị ngày chụp sập ra trong sập ra ngày tận đấy chị nào đồng bọn này cứ chia chúng nó chạm đam đai nè ta không ai chụp từ căn đồng bọn bạc nông phong đài hay vị thi này kia kia thưa môn về để cho chân làm chân là về đại môn cho chân làm không ai kia tay ta mình vị thi hai nè ta môn nè ta vì đồng bọn bài đài đấy môn từ đồng bọn bạc nông chỉ riêng rồi chân làm chân bài đại thang nơi nơi đồng bọn bài về này cứ chung nữ phong chi phổ luận hay nhóm đấng còn đời xa tại nhóm miền pu nhóm miền minh còn ở phải về nhá hay chỉ riêng hay nẹp phải về nó cứ thượng bon chờ này và thượng bon chờ này miền cảm thì chờ sai pre nên nó cứ chờ chiến nẹp đây nơi khai chiến xây tiền à. Cô đã thấy cho tiếp cứ nơi rồng mình than bạc nổ và rồng than bạc nổ nó cứ bẹp bon chỉ mui nên là cô nung hoa dưỡng bạn sẽ mà tăng cái máy là cô nung máu ngàn lịch không ca chặt đam đây để chia chạy không ai bao giờ bạn chân nó có nông bài riêng hai chữ mua mối tiết hai tháng phun nón để chữ mua này cứ vô bị chân máu tạm vậy chủng na này bộ vọt tất sản hoặc không ai giờ bỏ chi thật khoán để lâu chỉ đẹp bài mỗi thời tầm là tạm sắp bơ chữ mua đẹp rosy mà đó thực đây không ai hay lục bạn tất sản bị vọt có đi ca luôn lời chân dương bắt bóng của ta xa chớn hay dùng mang tầm bộ từ bật tên trận máu cứ ban là bộ miên tại tôn phun nón trận phun nón nó cứ mà bị phun nôm này là cô phun mà ta rung bị thang bạc phun nôm ấy cứ mình là cái bị sẽ kịch lạc rung bị thang bạc phun nôm cứ mình tình tăng sự thần là không khôn trừ cách sọc bạc phun nôm sọc bạc đại mình chung ngay chất dầm 7 km vì tì cổ phun nôm bánh hay chung ngay sai dầm 7 km bị khát về bạn chân về để dân chân vì đi đồng khai về tới dân khai thác cho lòng spiên thì bấy dân mình phơi mỗi bọt từ xa cũng sẵn một bơ cổ lộ chi tới bạn toàn thổ tất đó đồng than bạc nông này hai đồng than bạc nông đấy cứ miền nông bốn nơi bạc đồng khai là miền nông nông miền nông sập bơ nông xã nông thông nông nông chủ bạc nông chia đi thì đi chạy để mình mua than là cô nông hay sự thật là không ai nông tương lai ngày sau bạc nông đại bài trận bắn mà sau này sẽ làm là các bạn nói đôi chiếc sạc bổ rán mua cho mua tha và sạc chắn sơ thân ở trong bình bộ đẹp bị hia cục bài trường không dùng bơ bạn mẹ không dùng bơ bạn đã bỏ thế từ nơi này phải về nó cái bình bộ đấy cho thằng không dùng bơ đại sơ thân là không không chưa đủ hai mình ti nên đi chụp ăn nia thì bạn bài bạn ru riêng đòi nó gồm nông đây chụp đoạn nó cái miền sân kềm bạn bà phnom miên thì sẽ biết sản o ca bây giờ lại tạo ra lượng phụ phnom mưa mà cắm miền tiếng thơm rụng thơm thông thông đại chỉ đại chậm độ sạt bay lẽ luôn phong đại hay nói chuyện nông miền vọt mới chúng ta vọt nông được gọi vọt bạc nông hay đồng tham bạc nông nên miền lời tự ở miền lời vọt trong miền nông là miền sạt tự thông môi là việc hàng cài hay nói chung miền nông miền lời tham bạc chỉ có đó đấy và nhóm thợ ban tây bạc nông này mà đông đại thì tây sẽ phim lại nó sẽ và hay miền lơi lang lơi chợ đá lang bay chỉ bay cái lại mà nên lơi cái phố phnom nó kiện sang sóng vọt mới xa đang bị dân lang từ đó vọt nó cứ mơ thì sẽ bị hàng cào khi miền đạp chơi miền bằng đua miền vía sài thiêu sang ngạt của chỉ một đoạn là khai về với thị trấn là thiêu sài và hay dân ai miền lơi lang bay đôi để dân mơ nó không đủ tiền đấy bạn hay lơi lang muốn muốn nó xa cái thôi chợ đá nó xa hay miền đồng thông 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 bạn đồng thông 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 nơi lại này hay nơi bị một nôm nó cứ mình bằng muối bằng nó thông đại và đòi phải chỉ pi rồi máy từ từ mà rồi máy hay nhóm số máy tháng ngày nào mỗi một sân thì cái hiện tròn bằng là phải chỉ đặt cho đại quy cũng sang đến mà chỉ ai để tìm hiểu và cái nào bị bằng những nhóm bài từ tôi còn biết hay nơi rồi mình thay bằng nôm này thời bạn
អាជ្ញាធរតំបន់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានរៀបចំការសម្រួលបង្កើតជារមណីយដ្ឋានតាមរយៈការបង្កើតកញ្ចក់អង្គុយកម្សាន្តការដាក់រូបតាំងរូបអីផ្សេងៗធ្វើសួនច្បារសួនអីនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថារយៈពេល1ឆ្នាំទៀតបាក់ភ្នំនឹងកែប្រែមុខមាត់ជាកន្លែងធម្មជាតិសុខសាន្តមកក្លាយជាកន្លែងធម្មជាតិកែច្នៃវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានភាពទាក់ទាញភ្ញៀវទៅកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានបាក់ភ្នំនេះកាន់តែច្រើនគាត់អាចទៅចូលនៅចំកណ្ដាលក្រុងប្រៃវែងតែម្ដងចុងប៉មចុងប៉មគឺជាទីតាំងមួយដែលគេចាក់ដីលោចូលទៅក្នុងទន្លេដែលពីច្រើនយើងដឹងថាប៉មគឺជាកន្លែងតែខ្ពស់មួយហើយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅព័ន្ធជុំវិញតំបន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចុងប៉មនេះក៏ប្រហែលជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការធ្វើដំណើរឬក៏សាមភាពទឹកទន្លេឬក៏សាមភាពនៅជុំផ្សេងនៅតំបន់មាត់ទន្លេនៃក្រុងព្រៃវែងតែម្ដងនៅក្នុងរដូវវស្សាចុងប៉មនេះគឺព័ន្ធជុំវិញទៅដោយទឹកទន្លេនៅព្រៀបជាមួយនឹងផ្លូវបាទដែលធ្វើឲ្យយើងទៅកន្លែងហ្នឹងគឺទទួលបាននូវខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមែនទែនត្រជាក់ពេញបេះដូងខ្លួនប្រាណនិងរំភើបជាមួយនឹងការស្រស់ស្រូបយកខ្យល់អាកាសដ៏គេហៅថាដ៏ស្រស់ត្រកាលបាទសម្រាប់ខែប្រាំងទឹកទន្លេស្រស់អស់នៅព័ន្ធជុំវិញចុងប៉មនេះគឺជាវាស្រែដែលជាពលរដ្ឋលោកទៅអាស្រ័យផងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការមានចំមាត់ចំទាអីនៅតាមនឹងប៉ុន្តែអាចធ្វើបានតែរយៈពេលប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះជានិច្ចកាលនៅចុងប៉មនេះគឺទឹកឡើងដោយសារតាហូរពីទន្លេមកផ្ទាល់អ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៅលើចុងប៉មនៅតំបន់ចុងប៉មនេះគឺប៉មនេះមិនមែនខ្លែប៉ោមទេបើន័យថាមិនមែន airport ទេគឺជា tower ពាក្យថា tower ប៉មនៅហ្នឹងគឺគេមានដើមពោមួយធំហើយមានរោងអ្នកតាទួចមួយនៅនឹងដែលជាកន្លែងទីគ្រប់សក្ការៈហើយបន្ទាប់មកគេធ្វើប្រឡោះកោះមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទៅនឹងអង្គុយក្រោមនឹងពេលថ្ងៃកុំឲ្យក្តៅឬក៏ជ្រុបភ្លៀងហើយគេដាក់បងពណ៌ជុំវិញហ្នឹងសម្រាប់អង្គុយស្រស់ស្រូបលើខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបាទហើយមួយទៀតដែរគឺបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់ជុំបងនេះក៏បានមានការអភិវឌ្ឍហើយខ្លះទៅជាទីក្រុងមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានផ្ទះល្វែងមានផ្សារអីទំនើបដែលមានការអភិវឌ្ឍធំមែនតើខ្ញុំមើលទៅដូចជាធំហុំប្រហែលជា4 5ហិកតាដែររៀបចំអភិវឌ្ឍហើយមានទីតាំងទល់មុខជាមួយនឹងសាលាខេត្តព្រៃវែងតែម្ដងទាំងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំភ្លេចប្រាប់តើតុងចុងហ្វមនេះគឺនៅក្នុងទីរួមខេត្តទល់មុខសាលាខេត្តបាទចឹងចិត្តមែនតើហើយអ្នកដែលទៅលេងនៅព្រៃវែងជាទូទៅពេលល្ងាចឡើងនឹងឆ្លៀតពេលសម្រាប់ទៅមើលចុងហ្វមនេះដែរហើយនៅពេលដែលទឹកទន្លេឡើងខ្លាំងណាពេលដែលឈរនៅរបត់ចុងប៉មនេះគឺយើងមើលទៅអត់ឃើញច្រាំងនៅខាងនោះទេបាទតែទឹកដាច់ក៏ទួយភ្នែកដូចជានៅសមុទ្រចឹងបាទអញ្ចឹងមានភាពស្អាតឡើងហ្នឹងគោលដៅទី4គឺរមណីយដ្ឋានប្រាសាទចុងស្រុករមណីយដ្ឋានប្រាសាទចុងស្រុកនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិចុងស្រុកឃុំចុងស្រុកស្រុកសិទ្ធិកណ្ដាលមានចម្ងាយ38គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តព្រៃវែងប្រាសាទចុងស្រុកនេះគឺមានបន្សល់ទុកនៅប្រាសាទបុរាណទ្រុឌទ្រោមបែកបាក់ធ្វើពីឥដ្ឋថ្មភក់ដែលកសាងនៅក្នុងសម័យចេនឡានៅក្នុងរំលងសតវត្សទី7ប្រាសាទនេះមានទីតាំងនៅលើដីទួលខ្ពស់មួយដែលព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយចម្ការថ្នោតលំដាប់ទី2គូគីហើយនៅក្នុងនោះគេឃើញមានរូបព្រះគោមួយអង្គធ្វើពីថ្មភក់ដែលជាប្រភេទពោសាក់មួយដ៏មានតម្លៃខ្លាំងខ្លានៃសម័យនោះផងដែរចឹងយើងឃើញថាលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រាសាទនេះគឺមានរូបបកោដែលជាកន្លែងជាទីគោរពសក្ការៈហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេធ្វើលបងព័ទ្ធជុំវិញនៅហ្នឹងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីវត្តតែម្ដងគេថាវត្តប្រាសាទចុងស្រុកហើយមានដើមឈើដុះព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទហ្នឹងអញ្ចឹងអាយុកាលជាង1000ឆ្នាំហើយប្រាសាទនេះបែកបាក់អស់ច្រើនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងឃើញថាជាកន្លែងដែលគោរពសក្ការៈបូជាចំពោះពលរដ្ឋតែងតែទៅសុំសេចក្តីសុខបាទគោលដៅទេចរទី5របស់ខេត្តព្រៃវែងគឺទួលពតតល័យដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីសើមបឹងស្នេហ៍បាទស្នេហ៍គឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលដុះនៅក្នុងទឹកបាទហើយចឹងទៅនៅតំបន់ហ្នឹងមានដើមនឹងច្រើនចឹងមកគេហៅថាបឹងស្នេហ៍បាទចឹងទួលពតតល័យនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិ
và đây là đại là cả đây là bọn nó cứ bùng lên từ đời sạt sạt hay và hai mình đầu tiên cứ chia cả lại đại miền ca tại tìm nhiều khả năng là bây giờ bọn hay từ ban từ xuống thì show từ tour score cái chia đúng khi mà chúng nó đang trong ban từ thời tour sạt cảnh toán nơi lại tour qua từ lấy ní chưa sự kiện cái tha chia tí đây tour muối đại chỉ một phép đối để xa chân hay là cả đá bằng nắng ở là cả đá tua nó thống mà tua nó chi lan hoặc bọt trong với nhà thông mà anh mới đạp chơi cho ra và đạp chơi mà thông như một màn đấy của chị đọc bọn của hệ đạp chơi nó không phải liên tục và chẳng tới nó kết thơ chỉ rộng của bố sẽ mẹ bây giờ là tới mơ khuyên ở sẵn tung là lời đạp chơi và hãy đây bỏ cho với nó cứ chỉ một hệ đẹp sẵn chẳng nhiều ai hãy kỳ hiệp trong chỉ cả cho chồng côi lê nhé về mình bọn tiền mình ấy chẳng tới mình lên nhận tràn ai lên tân phong anh coi hồ bệnh nhân phong ai bật thay mình nói cái miếng cà chỉ tu đập như đập cái con này anh nơi trong cả đá nơi trong cả đá prey nó cứ miên rô nhẹ ta muối nơi thay đã xa là nó cái hạt nhẹ ta lấy để cho một nắp pua tua pot ta lấy chẳng bà ai lại nắng nó về lãng châu nó lên nó tới cột bồ chi ở thu xong đây xong cái những anh mơ sạt bà có thể để sạt cột sạt ấy chỉ là hai bên thái mình đang tiếp kế thừa chỉ spin mũi cho tập nông đại tỷ lệ đó hay chỉ xe thì sẽ biết sản tại hai luôn này đại khi luôn thọ tổ chứ khi ta đã về đại tháng ngày điểm lên ít thì sẽ biết đây là cái sản và trong như sự máy tham sân chỉ tu lê tam năng ố nghĩa là thả sự bài như thế cái cây của pi luôn bị than buôn hẻm nơi không khai về về những lại tại tiên đi chỉ tràn thì đái đại vị tràn thì chỉ buồn chẳng đôi nhom giấy chẳng tham khai về với chỉ ai người ta chỉ tê cho để vào tận lực sát sanh mỗi đái hay phụ chỉ có đoạn mình chẳng đưa hay bị chấn là những chỉ này để vượt bốn năng cầu năng phật sát sanh đặt shop chuột mà chẳng bị thở miền vọt được chỉ mẹ vọt ở phía vọt ở phía thật đá mà vọt càng xoay mà vọt ở phía ha vọt đẹp con mà vọt ở phía cục vọt ở phía cha mẹ sẽ đạt hay không nó đã cứ cài một pin Phật sát sanh nó cũng chưa chốt là nó chưa chạy từ lưng Arupa để hiện tại và chia chung được Arupa khang OK và to pin từ tu sanh cảnh là không khai Parive cho ấy nhóm sông nom khi dân chi dân họ và to từ đó khai tất cả chỉ to tiền và chẳng khi dân là cái class lớp score khai tất cả hay khai tất cả miền Krông với chúng ta Krông ngày đấy hello score luôn rồi. Score luôn rồi. Dạ, ở đây tới rồi nè. Ở đây luôn rồi. OK. Bạn. Trở lại những sông Nai non chạy tour là cao thì bạn score thêm đó. Khai tất cả cứ chỉ khai bôi đại sản thân ở phía cạnh tập bốn này vấn đề không chỉ dừng. Khai khang lấy cho khang bốn khang phi dọc cho là khang bốn spư khang chương khang cái cho khang cả đá khang bốn cho mới nó cùng đại nó chỉ biết làm khang tất cả mấy tay đây bay bòn phải mỗi học sập pi km cả đây hay đi đâu khang cặp tạ cáo mình chua tha crong đồn cào và khang chua tạ cáo crong chua tha đồn cào đại chỉ vì crong tôi nuôi là mình phải chỉ chuẩn sam sập buồn buồn nè hai bây giờ thêm đồng đá bị đi tìm đồng bình tới nhưng chúng tôi thật khai tất cả tạm dạng lời chỉ lệ bì của bán lời chỉ lệ bây của bạn bây giờ đừng khơi bì sản phẩm hiếp bỏ phải chia bộ rõ để lụa đô có đôi chế phục gọp chìm chìm lúc nơi không khai đồng tạm đọc lợi hay không nói nó bây giờ thêm đồng đá tạm lời chỉ lệ bì như miền trùng ngài chất sập cùng với lòng mãi bì đi tìm đồng bình và hãy sọc bây 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 khai tất cả miền đôi chuyện cô ở đây bà ti bà kỳ vông
nâng trong đồn cào mà hai sọc trắng cọ thì sọc sọt quý hoặc hai tạ cái bóng đá đại miền trung một tô cho một khai cặp bồn hay sọc ấy cứ chia bộ rối còn ở bạn đại thành còn có bộ bộ cả sự cam chẳng ở sơ miền này và chẳng ở sơ miền trở rắn này sẽ được cách trở nên là trắng cọ. Ok, chân nhóm là nguồn thế giới từ tôi sẽ nói cái này rung bị than nguy bọc hai tạ cái cứ rung bị than phân đà Rubitan, Phnom Da, the Thmoda, cứ mình đi tăng sẽ thành ở khu Prey Tập Hó, cùng cục thlốp, cục thlốp và sọc ông cô bà rấy, chi phụ mà sang lên tập của mỗi khai, nâng cô của mỗi khai đã sẽ thành ở cảng cao để tìm đồng khai. Phnom Da chỉ đồng thân vào thông bọn sản, cái chân này để bảo vệ tế cho sự vật ca sống ra, lùng hai, sẵn sàng sẵn chiêu, sẵn sàng vô bị bọn sản, tức đây Campuchia đòi dù lông nằm hảo. Rồi tay sắp hiếp nâng sầm rõ. Đó sẵn rõ xa của chị thị khối côn. Nơi đó đời xa miên tực thông lục vương lục với. Trong này nơi đó đời bán của chúng mình. Đồng bán ấy cứ miên vía xa bán đọc khiêu sẵn ngạc. Chân bắt đoan nơi ả rõm của đôi chí rũ chiên. Bài phòng chiên xên khi nha sẽ mẹp nhiều đền tục sẵn này. Tới khai và xa của chúng mình tiền tức. Khai bán của chúng mình được vía xa. Phnom Da miền trung ngay mà rồi 2 km bị đi thành Phnom Penh và bị dân chi bị thắc cái tới miền trung ngay 24 km hay tập ban điểm trong sáng song từ lơ côn Phnom Mui là không sạt bọt tìm của mũi mà này là sạt Phnom Da đó và tập ban sáng song tăng bị sạt bọt tìm của mũi đây anh chia đem hạt sạt đại sạt phần đất nắng chia sạt trong cao này sau này là cố Phnom bạn phần niêm rút tẹo qua đồng bằng thân nam hay chỉ ca bệnh trẻ là bỏ lộ xây mì bì yô chỉ đại chỉ một quạt bị tu học bạn và sản phân hôm nay thưa là bị thơm màu bài kriêm ất là thơm màu phụ và tay của mình cũng hay bỏ cho người tê hay bài một chú phụ tới kháng trường cập phụ và sát tập bạn bài bạc một này thống hay vô đại đại trở lại chỉ riêng cô sử một đọc của bạn bài bạc chỉ này một phần này một phần này còn đây đặt bằng hàng vì đem sử dụng tổng và sát phân hôm đa mình điên chỉ cả đề tổng hôm đọc bì máy còn đọc bì máy buộc đập bằng máy nằm trên phía buồn hay nằm phía khung lúc miền phía bật mũi hay nằm phía bên chào trong người bay và bài một tới tích hàng trương sau đó từ đó đi thì đi nên là cô cục lộ nơi ta thực hiện nông miền rụng để mất nguồn pram đây bằng hai vì đại trận áp bọt phong đà đã có sang lang là mình lại gặp hạ hai kia tên là đại trận áp bọt đầu bằng tên đi nơi khung lúc lúc miền lưng nằm yên đi đại chia ti sắc là than từ từ đó phong mạnh chắc này và trang trí tu tới rung mạnh sát sát từ chi bị xét nơi khăn ông ni cai và đây này nè về mặt hạt sát đại cơ rục từ đó bè Iswara từ cơ bè Iso từ tay thì miền cả sáng sáng rung lưng nơi đã chọn cả đá tu và sát tận đó khăn ông chúng nào ông rung tiền pram kê tây ban kê pram pram chi bị nạn than nơi khăn ông chọn lọ chân làm bom rồi chất pram nên bom rồi chất buồn trong bài thay khăn ông rung rung tập pram đó từ kê thua chỉ lại bố chi sọc nơi khăn ông xa máy bồn bồn nơi bay kháng điện đây này bởi xa phong đa trong ngái bay đôi mát miệng xa mối tiết đại xa phần nào vì thơ mô bụ bì chuẩn bài mục tới rô kháng chơ hay miệng thuyê bì nơi bộ ngôi pram tăng vài trạng bọt đía chung bộ thả sọc hà sẽ thấy và xa miệng nhìn tổng hôn pram mai kỳ lạc cô nông pram mai kỳ lạc không bụng bụng bơm hẹt nơi khăn ông xa mập quân mùa rô cái xa bì xa mạ thị chôn miệng tà chi đôn chi ba điểm trong có sang vọt môi nơi lơ ngôi láng nơi kỳ lạc thông bộ nông miệng chung bộ thả vọt nông đà đây cái chi rụp hiệp môi chung luôn tệ tôn tình hình ở nông bọn nông đà nấy dân cây tham biên ở bà xa môi thờ bị thơ mô bài kriêm thì bà xa môi thờ bị thơ mô phụ để thờ bán sáng sau nơi khăn ông cùng lòng sát vọt đi bộ mùi tăng bình chân nó đã chắc ca trong khối này sẽ mãi được cố nổ để sang xong tới lớp nổ mũi mình cũng không phải chia sang trong mai thế hay nó chọn cả đá nó cứ biến rút lưng và để sâu hay đời xa đời xa nó bia những chạc đá trong cái thứ ấy tầm bố là thằng lớp bạch mà chân bạch món dương tới tới anh chỉ được khiếp thọt lên từ đó những người ta ở miền tầm bố thế cứ miền bảo hông thôi luôn tạo đo tạm đồn trong thì mới rút rút lưng để sâu này hay cả lại những phong đá kia chỉ tì cổ sạc ra mô chi và chỉ bố đoạn là không khai tạc cài ở cái nhóm sông non thì dân tới rung bình thang thì bí đầy mình chung một tháng nhọn cào rư cò ngày 2 tháng và sát bà nhọn phần nông bình nhọn cào thật nơi khả nông phù bồ rốn không bà bạc chôm chung
ស្រុកគិរីវង្សចម្ងាយ121គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញហើយចម្ងាយ43គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តតាកែវប្រាសាទបាយ៉ង់មានបានស្ថាបនាឡើងនៅលើកំពូលភ្នំបាយ៉ង់ដែលមានកម្ពស់313ម៉ែត្របាទនៅក្នុងសតវត្សទី17ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ615រហូតដល់630ដោយស្ថាបនិកព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ប្រាសាទនេះកសាងឡើងអំពីថ្មបាយក្រៀមឥដ្ឋថ្មស៊ីថ្មស្រទាប់ហើយបច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះត្រូវបានបាយបាក់ខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងបំណែកទាំងឡាយត្រូវបានរៀបបាយទៅលើផ្ទៃដីហើយកំពូលប្រាសាទបានធ្លាក់បាត់ដល់ដីរីឯរបងធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមត្រូវបានបាយបាក់ខូចខាតអស់ផងដែរប្រាសាទបាយ៉ង់គឺជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើភ្ញៀវទេសចរទៅជាតិអន្តរជាតិចូលចិត្តទស្សនាដើម្បីស្វែងយល់ពីសក្តានុពលទេសចរនិងស្នាដៃពីដំណើរនៃប្រវត្តិរបស់ខ្មែរយើងប្រាសាទបាយ៉ង់មានបណ្ដោយ13ម៉ែត្រទទឹង9ម៉ែត្រនិងកម្ពស់12ម៉ែត្រហើយមានជណ្ដើរឡើងចំនួន380កាំលើនោះរួមមានប្រាសាទ4ទៀតក្បែរនោះមានដូចជាប្រាសាទគោប្រាសាទខាងណាងកណ្ដាលខាងលិចប្រាសាទកណ្ដាលខាងកើតនិងប្រាសាទកំពូលកណ្ដាលដើម្បីឲ្យទូកសោតដល់ព្រំដែនសាសនាព្រំនៅចំកណ្ដាលប្រាសាទមានតម្កល់លិង្គព្រះឥសូរនៅក្នុងសម័យសាងសង់ប្រាសាទនោះបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់មួយដែរថាព្រះឥសូរហ្នឹងគឺនៅក្នុងភាសាបាលីគេហៅថាអេសវរៈដោយសារតែសិលាចារឹកជំនាន់មុនទៅពេលទៅសេមកទៅជើងវោហ្នឹងបែរទៅជាច្រឡំស្មានតសអូដូច្នេះហៅថាព្រះអេសូរបាទតែខ្មែរយើងតែងតែហៅអញ្ចឹងពីដើមមកប៉ុន្តែឈ្មោះនៅក្នុងភាសាបាលីគេហៅថាអេសវរៈតែនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរបានទៅទស្សនានៅភ្នំបាយ៉ង់នេះនឹងបានទទួលដឹងយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌នៃជាអរិពោសសាយទៅក្រៅប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកតេតងទៅនឹងភ្នំបាយ៉ង់ហើយជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទេសចរហើយក្នុងនោះដែរយើងសង្កេតឃើញថានៅតំបន់ស្រុកគិរីវង្សនោះដែរក៏មានជ្រោះមួយមានប្រវែង1000ម៉ែត្រទៅទឹង6ម៉ែត្រហើយនៅរដូវវស្សាគឺនឹងឯទៅទឹង6ម៉ែត្រហើយរដូវប្រាំងមានទឹងទៅ2ម៉ែត្រទេដែលមានឈ្មោះថាទឹកជ្រោះផ្អោកហើយជាកន្លែងកោដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញមួយដែរដែលនៅជិតភ្នំបាយ៉ង់កៅនេះបាទនេះគឺជារូបភាពប្រាសាទដែលត្រូវបានសាងសង់តាំងពីសតវត្សទី6មកយើងឃើញថាអសតវត្សទី7មកយើងឃើញថាបាយបាក់អស់ច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្សល់ទុកទៅនឹងសំណាក់មួយចំនួនដែលយើងអាចឃើញអំពីអរិយភាពរបស់ខេត្តតាកែវខ្ញុំសូមរំលឹកគ្នាយើងម្ដងទៀតថាខេត្តតាកែវគឺជាខេត្តមួយដែលចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមខេត្តទាំងអស់នៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានសល់ទុកច្រើននៅខេត្តតាកែវនេះភាគច្រើនតាំងពីជំនាន់នគរភ្នំនៅសម័យចេនឡាសម័យគោកធ្លកមកម្ល៉េះខ្ញុំសូមបំណងគ្នាយើងទៅរមណីយដ្ឋានទី3មានឈ្មោះថារមណីយដ្ឋានប្រាសាទនាងខ្មៅបាទប្រាសាទនាងខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំរវៀងស្រុកសំរោងក្បែរផ្លូវជាតិ2ដែលមានចម្ងាយ52គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញហើយបើយើងវាស់អំពីក្រុងដូនកែវនោះមានចម្ងាយ27គីឡូម៉ែត្រប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទនៅក្នុងបរិវេណវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែលស្ថាបនាឡើងអំពីថ្មភក់និងឥដ្ឋតាមរចនាបថកោះកែវជាស្នាផុសរបស់សម្ដេចព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នៅក្នុងសតវត្សទី10ក្នុងរំឡងឆ្នាំ1921រហូតដល់ឆ្នាំ1941នៃគ.ស.សម្រាប់ឧទ្ទិសទៅដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលមានប្រាសាទ3នៅទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់តែ5ប្រាសាទតែ2ប៉ុណ្ណោះហើយប្រាសាទនេះខ្មៅត្រូវបានបែកបាក់អង្គខាតជាច្រើនកន្លែងផងដែរនេះគឺជារូបភាពនៃប្រាសាទនេះខ្មៅដែលយើងមើលទៅឃើញថាទម្រង់មានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងប្រាសាទស្នឹងរបស់យើងគាត់ថាធំជាងហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រាសាទនេះត្រូវបានគេការពារថែរក្សាបានល្អដោយសារតែមានវត្តមួយនៅហ្នឹងគេហៅថាវត្តនាងខ្មៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហើយមានចៅអធិការម្អងដែលលោកជាអ្នកដែលមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះតកតងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបាទហើយព្រះអង្គទេសគឺស្បែកខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់លោកទេសដែរតកតងនឹងវត្តរបស់ពុទ្ធរឿងព្រេងឯពពន្ធពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គទេសបានល្អហើយវត្តប្រាសាទនេះខ្មែរនេះក៏មានការល្បីល្បាញដោយសារតែព្រះគ្រូចៅអធិការគឺលោកបានចិញ្ចឹមទៅជួយទៅដល់ក្មេងព្រានៅក្នុងរបស់ហើយបានរៀនសូត្របានបួសរៀនអីជាដើមអញ្ចឹងជា
mô tả phim và một chi bộ đoạn là không bỏ nó đáy đặc biệt trại đại ca đã chỉ để kết cụ nó mẹ chúng món cao mà chẳng chỉ mới nhóm sơ mà khơi nhóm là share lộ ở bên này Lục rô chỉ điểm xua ok lương mong bao nhiêu lục rô ok good con trai bạn cho đúng không lập ổn cho dấu lập ổn lập ổn vật lý chào mừng sau đây đây muốn xong tôi phong rồi chùa diện tay này là bọn mình đang ơi cái này ơi mình đi ơi này ơi một thi khó tới môn năng ra môn năng ban sang ở bên sang thật sang bằng tí chứ ok cái bọn sân chỉ toàn nên bảo toàn ai nhờ từ mơ nên trong video này cái này tay này khó quá chẳng ai chơi tay mới tới cái này để sẽ đạp bảo toàn khi dương thật khi còn chân này bạn lại là khai nhóm để lừa để thứ hai cho tôi sẽ đạp của nhóm không là không YouTube tới những cái việc ngày xưa thì ai trở lại về thì video nó mà màu cho tới những trở lại về mơ về tất lại là nhưng mà chuyện đọc tập đọc hẹp một tí tập ba là chúng tôi đại ca sẽ đọc sản hiện bị bỏ tiền cho những ai từ một bên một thay nơi chúng tôi khóa khác thì chọn được chân lúc ô poli school lô bậc cru trang hại đại ca phong vật và sang nên không ai được ạ chuông gạc đây là lô tê lõ này tam của vọt bóng đôi chia thuộc nơi bắt bóng này sắc đăng này cái mà sẽ đăng phù hợp đâu này lô tái đăng ra lô là bầy hay channel YouTube mà lô mình subscribe cho nô cái khang vô hát sắp chết nào vậy ta ok chân ở nhóm xong từ to từ cô đại mới tiếp môn đồng phê dân sẽ mẹ tranh lên mà từ rồi mình tháng không kỳ sâu và tân bài trực này dân tụ bây chỉ ở đài bàn tới và lo bàn tới thì tôi nói chung không tháng không kỳ sâu đến một đài không kỳ sâu sẽ thân ở phương xác không được viên sọc sống rào hay những ai thôi đồng ra tam dạng lời chỉ định bí tới cả tam sọc bà ti hay là bà sản hình khám áo chẳng ai cũng sẽ bị lỗ mẹ hay là bọt cho tăng lời lùng chẳng ai phải chỉ bà lỗ mẹ hay bây giờ thơ đồng nào bị ti đông khai bị kron đôn cao tất nhiên chẳng ai mà phải bơ lỗ mẹ hay bây giờ chỉ số đến mình tổng buông mà đổi sáng chẳng mẹ hay dân khơi nó về tại tạ đọc không chỉ số dân ai mơ khơi cho đọc cho đọc không thẩm mại bà một đài bà hay bà sản hình nên lớp không chỉ số đi cứ miền bà sản bổ rán muối bà vậy các bạn đã miễn cả bài bạc trả án và tay mình lại là lọ đại lượng sản như thế này không còn đâu hay nên là cái bộ phân lúc đấy cái tôi tôn mơ tây sự kia và nâng cực tự ti này viết ra này khai tạc cao sao không kỳ sô tập bàn sắp phần áo là lời khổng phân mũi để mình cầm bùa bây rồi bài sập máy nơi đám sản phẩm thì đã mua trong trang mà bọn quý đo mà bọn hạ sập sang sang lại ở bít mò phụ nâng lý bồn nịt Prem hạng sát đã chia sang phần đất và ông mình phần điểm ban sở dạy bảo bản tìm mùi hay thật bản sáng sáng lắng được bây ưu tư tạo đọc rung mạnh sáng sáng hay bản sáng đến miền bật đau hồi đó học sống máy ở tận tương hạ sống máy kênh đi dung láng tan trận đá thơ mô này kháng lệnh để miền chùm luôn bây đôi cái sập cám hay cho tám trận đá là kháng thơ mô là miền chùm luôn buôn đôi bụng bảy cảm chùm ngay bị phía kháng chương này trận đá kháng thơ mô hôm nay kháng lơ miền kháng thơ trong bị một bản sát hay miền trận đá mối tiết để thơ láng tăng bị sống máy có sang bà sát đập chôn tạo đó bà sát sang chôn bạn nâng bà sát sang phù vẹn nâng tuần lệ ông đã chỉ bưng thì ở đây là cá chặt tôi chỉ bưng đọc bị sứt về bị thi mùi tức liệp ba tam là thị phương mạng chả sản á chân dựng đơn ấy tại tôi phương mạng chả sản á cứ chỉ điên rõ chân ám kê tay là miễn cảm bà thi mùi tức liệp ba chìm xe nâng tuần lệ công kìa hay mà chân ám slap dạng hỏi đã không mà rồi nhẹ đang tham gia ca rộp chôn kìa hay ở đây đã chỉ phim sang ngọt nên bây bài chụp bán cứ nhận được tiền ba nhập tiền đi nó cứ chlo covid slap ở trên mạng tiền và không nhập bây mà khai slap ở nó đó chết hà sập bơn nhẹ và hay cái nó đã có khen tham miên và sa chỉ trên để tham ná lại trong thời gian khó khăn này là tiền liên mô đó thông bài từ từ thằng cao vì cho bài miền tàu hai chim rồi máy từng bài chụp máy
ប្រាសាទមួយនោះផ្នែកធំទៅបានខូចខាតនៅប៉ែកខាងត្បូងមានព្រះវិហារពុទ្ធសាសនាសង់ឡើងខាងឆ្វេងនៅខាងក្រោមមានសាលាធម្មសភាមួយដែលមានកុដិប្រសង់ទីសក្ការៈតូចមួយបាទហើយមានអាងទឹកចំណាស់មួយធ្វើពីបេតុងជាថ្នាក់ថ្នាក់ប្រាសាទព្រះយេស៊ូវមានថែវព័ទ្ធជុំវិញដែលមួយជ្រុងមួយជ្រុងមានប្រវែង60ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាថែវគឺជាកំផែងបាទស្មើនឹងកំផែងហើយថែវទី2មានទំហំតូចជាងពាក់នៅចំកណ្ដាលហើយមានទីសក្ការៈមួយដែលសំខាន់ហើយមានខ្លោងទ្វារឆ្លាស់ពីខាងក្នុងមានបដិមាករអង្គធ្វើពីឈើដោយឡែកគេប្រទះឃើញថាក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងប្រណិតលើផ្តែរសសរពេជ្រនៃប្រាសាទផងដែរព្រះវិសោមានរូបវិថានទេជោប្រវត្តិសាស្ត្រជារូបវិថានទេជោប្រវត្តិសាស្ត្របស់ខេត្តតាកែវហើយមណ្ឌលនេះបាននឹងកំពុងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅប្រាសាទបុរាណដែលជាជ័យដំណែពុទ្ធរាជធរបេតិកភណ្ឌជាតិខ្មែរគួរផ្សំនឹងទស្សនវិជ្ជាធម្មជាតិនិងសមិទ្ធផលសង្គមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងជាអាមមានដូចជាវត្តភ្នំជីសូហើយក្រៅពីនេះគឺឃើញថាមានរូងវិមានចាន់ដែលស្ថិតនៅប្រមាណ10 150ម៉ែត្រនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រាសាទភ្នំជីសូរូងវិរៀនរៀនជាធម្មជាតិតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយជាទីដែលស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់សមណៈនិងព្រាហ្មណ៍តាំងសមាធិឬសម្រាប់ធ្វើពិធីធូដុងដើរចង្គមភាវនាធម៌អីជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺថាការចរន្តមុនមានរូងភ្នំហ្នឹងដូចជាគេហៅដូចជាផ្ទះមួយដូចហើយជាកន្លែងសម្រាប់ភាវនាធម៌របស់ព្រំដែនសាសនាប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ1970មានការទម្លាក់ប្របបាយច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះចឹងធ្វើឲ្យរូងភ្នំនោះត្រូវបានដុំថ្មបាក់សកប់ជិតរត់អញ្ចឹងអត់អាចបានចូលទេប៉ុន្តែមុនឆ្នាំ70ហ្នឹងគឺអ្នកដែលនៅតំបន់ថាជាកន្លែងមួយដែលស្អាតហើយមកផលទៅដល់ការសភាពនិធរនេះគឺជារូបភាពនៃប្រាសាទភ្នំជីសូដែលយើងអាចនិយាយបានថាប្រាសាទនេះគឺសាងសង់ឡើងនៅចង្កេះភ្នំហើយបើសិនជាយើងមើលពីលើភ្នំទៅឃើញថាទេសភាពស្អាតមែនតើស្អាតណាស់ហើយជាប្រាសាទមួយដែលខ្ញុំមានការកោតសរសើរចំពោះស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគឺគេធ្វើមានចម្ការព័ទ្ធជុំវិញជាថ្នាក់ជាថ្នាក់នៅជាប់ជាមួយនឹងភ្នំតែម្ដងអ្វីដែលមានការបែកបាក់ច្រើននៅលើប្រាសាទនេះប៉ុន្តែនៅតែរក្សាសភាពតេទៀងខ្លាំងសម្រាប់ភ្ញៀវហើយនៅបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ដែលធ្លាប់ដល់ចំណាស់របស់ខាងកាយខាងក្រោមខាងស្ដាំគឺជាប្លង់របស់ប្រាសាទភ្នំជីសូនេះបាទដែលត្រូវបានគូរ៉ានជឿគឺថាមានថែវព័ទ្ធជុំវិញចំនួន2ជាន់មានផ្លូវហើយមានកូនប្រាសាទផ្សារទៅទៀតហើយដែលមានតួប្រាសាទធំមួយនៅចំកណ្ដាលដែលគេហៅថាជាចំណុចពិសិដ្ឋនៅក្នុងប្រាសាទមួយអូខេអញ្ចឹងដល់ចំណុចនេះគឺយើងមានចងល់អីឬក៏ធ្លាប់តលេងអីហ្នឹងមានអីចង់បន្ថែមទៅទៅភ្នំជីសូនេះបាទសូមចូលរួម